Vâng, xin được kính chào quý anh chị đã quay trở lại với sàn ô tô Mỹ Đình và em là Nam Bin. Sàn ô tô Mỹ Đình có địa chỉ tại số 86 Trương Công Giai, Cầu Giấy, Hà Nội. Bên em thì chuyên mua bán trao đổi những chiếc xe cũ lướt, siêu chất và siêu lướt đã qua sử dụng. Anh chị mà có nhu cầu mua hoặc bán thì có thể liên hệ trực tiếp số điện thoại ở trên màn hình cho em để em có thể tư vấn và hỗ trợ quý anh chị một cách nhanh nhất ạ. Ngày hôm nay như thường lệ thì em vẫn cứ báo giá và chi tiết những chiếc xe mà đang được bày bán tại sàn ô tô Mỹ Đình. Nhưng em sẽ có một điều thú vị là sẽ dẫn quý vị đi tham quan lại cái sàn ô tô Mỹ Đình của em, xem hôm nay nó có khác ở cái clip trước không. Và hôm nay là ngày thứ bảy cuối tuần thì cho em gửi lời chúc đến toàn thể quý anh chị một cuối tuần vui vẻ, ấm áp bên gia đình. Đây, thì như ở clip trước thì nhà em full xe, nhưng đến clip này thì đấy, mọi người có thể thấy là rỗng rồi, rất là rỗng rồi đấy. Rất nhiều chỗ trống nhá, quý anh chị nhá, đấy. Những chiếc xe ở phía dưới này là của em là đã nhận cọc của khách hàng hết rồi đấy ạ. Đây, mời anh chị có thể thấy là xe còn rất nhiều chỗ trống. Bên em bán xe thì cũng rất là nhanh, tại vì những dòng chiến lược của bên em thì nó rất là được khách hàng quan tâm và lựa chọn. Nên là quý anh chị mà đang có nhu cầu những chiếc xe nào á, thì hãy nhanh tay gọi điện cho em. Em sẽ tìm xe hoặc là để cho anh chị một cái giá tốt nhất. Vâng. Và bây giờ thì em sẽ giới thiệu đến quý anh chị những chiếc xe đang được bày bán tại sàn ô tô Mỹ Đình nhé. Một chiếc Hyundai Tucson 2019 phiên bản 2.0 đặc biệt màu đỏ. Chiếc này vừa về đến sàn ô tô Mỹ Đình xong nhé. Vẫn còn rất là bụi này. Một chiếc Mazda 3 2.0 à 1.5. Chiếc Hyundai Tucson này màu đỏ, biển số thành phố, sản xuất năm 2019 và là bản đặc biệt 2.0, bản full option đấy ạ. Chiếc này của em thì chạy được đúng 1.4 km, gần 1.5 km, cực kỳ mới. Và em đang chào bán chiếc này với giá là 865 triệu đồng ạ. Tiếp đến thì em có một mẫu sedan trong phân khúc hạng D của Mercedes, đó chính là chiếc E200 sản xuất năm 2013, màu trắng, nội thất màu đen, có biển số Hà Nội. Chiếc này thì lăn bánh được 8.000 km, tất cả xe nguyên bản 100%, không có một lỗi gì cả. Và chiếc này thì em đang chào bán với giá là 880 triệu đồng ạ. Chưa đến 900 triệu đồng cho một chiếc Mercedes cực kỳ sang trọng hạng D. Ở đây em có hai chiếc là chiếc Everest màu đỏ. Hôm trước em đã giới thiệu ở clip trước rồi. Thì em đã nhận cọc của khách hàng rồi. Và chiếc Kia Sorento màu đen cũng vậy, nhận cọc của khách rồi. Và em để ở phía trong kia. Tiếp đến thì em có một mẫu xe đến từ nước Pháp, logo hình sư tử. Đó chính là chiếc Peugeot 3008. Đây là phiên bản 5 chỗ gầm cao. Ở chiếc này của em là biển số tỉnh, màu trắng, nội thất màu đen. Chiếc này lăn bánh 5.000 km, một chủ sử dụng, mua mới từ đầu. Chủ xe là lên GLC 300 2020 nên đã để lại cho em chiếc xe này cực kỳ mới. Và chiếc này thì em đang chào bán với giá là 919 triệu đồng. Có thương lượng khi đến xem xe trực tiếp. Và cái biển số này nếu anh chị mua thẳng về Hải Phòng, em sẽ bớt cho anh chị giá tốt nhất luôn. Còn nếu anh chị cần thì em sẽ rút hồ sơ và đăng ký lại biển mới cho quý anh chị. Peugeot 3008. Còn đây là chiếc Mazda 3. Độ full nội thất em cũng nhận cọc của khách Nghệ An rồi. Và chờ ngày đẹp để lấy xe thôi ạ. Chúng ta đến với một mẫu crossover. Đó chính là chiếc Suzuki Vitara. Chiếc này là màu cam, cánh dán rất là đẹp. Chiếc này là chiếc cái màu đẹp nhất của Suzuki dành cho Vitara. Đó. Chiếc này đã sản xuất năm 2016 và nhập khẩu Hungary nguyên chiếc. Đó chính là sản xuất năm 2016 Vitara, Suzuki Vitara. Biển số thành phố, lăn bánh 4.8 km. Xe rất là mới, tất cả còn nguyên bản và đều. Sơn zin còn 90% nhé. Ngoài những góc cản thì có bị xước sát và sơn lại rồi thì không tránh được. Xe mà đã qua sử dụng thì mà ai mà bảo là chưa sơn thì đúng là chỉ có nói điêu thôi ạ. Và chiếc này thì em đang chào bán với giá là 579 triệu đồng. Suzuki Vitara 1.6 sản xuất năm 2016, số tự động và nhập khẩu Hungary nguyên chiếc với giá 579 triệu đồng, có thương lượng. Tiếp đến thì em có một mẫu xe 5+2 trong phân khúc 7 chỗ gầm cao. Đó chính là chiếc Honda CR-V phiên bản 1.5 Turbo bản L cao cấp nhất. Xe màu trắng, nội thất màu đen. Và chiếc này lăn bánh được khoảng 20.000 km. Xe có tên công ty và xuất hóa đơn được 930 triệu. Anh chị nào mà mua về công ty thì chiếc này rất là hợp lý nhé. Và em đang chào bán chiếc này với giá là 1.030 triệu đồng ạ.
Bên cạnh đây thì vẫn là CR-V, nhưng nó là cái phiên bản 5 chỗ, phiên bản trước đó. Em đang có một mẫu CR-V 2.4 số tự động, phiên bản TG, bản cao cấp nhất của cái phiên bản 5 chỗ này. Màu ghi xám rất là đẹp và rất là bền màu. Màu này cũng rất là sạch. Xe là biển số tỉnh, lăn bánh đúng 3.6 km. Cái xe này thì ở tỉnh đi lại rất là mới, giữ gìn cẩn thận. Nội thất cũng còn rất là căng. Vô lăng cần số rất là đẹp luôn, nguyên phấn. Và chiếc này thì lăn bánh đúng 3.6 km. Em đang chào bán với giá là 825 triệu đồng. Mặc định các bác mà đăng ký về Hà Nội thì em sẽ ưu tiên bớt 20 triệu tiền biển cho quý anh chị ạ. Tiếp đến là một mẫu xe Peugeot nữa, một chiếc xe đến từ nước Pháp. Đó chính là chiếc Peugeot 5008. Có ngoại thất màu trắng, nội thất màu đen và xe lăn bánh 3 vạn km chuẩn, sản xuất năm 2018. Peugeot 5008 là chiếc xe gầm cao phiên bản 5+2 chỗ, tức là 7 chỗ đấy. Chiếc này cũng rất là đẹp và mới, xe là biển số thành phố. Khi mà đăng ký lại Hà Nội sẽ không mất 20 triệu tiền biển. Và chiếc này thì em đang chào bán với giá là 1 tỷ 040 triệu đồng. Có thương lượng thì đến xem xe trực tiếp ạ. Đến với những chiếc sedan đang có tại sàn ô tô Mỹ Đình thì đầu tiên em xin giới thiệu. Đây là chiếc Mercedes C200 phiên bản Exclusive, sản xuất năm 2019. Chiếc xe này được trang bị động cơ hoàn toàn mới là động cơ EcoBoost 1.5. Mã lực của nó là 185 mã và được thêm 13 mã nữa. Rất là bốc. Chiếc này của em là biển số Hà Nội, lăn bánh lần đầu và một chủ từ sử dụng mua mới từ đầu. Rất là mới, 1 vạn km, màu đen, nội thất màu đen. Và chiếc này thì em đang chào bán với giá là 1 tỷ 540 triệu đồng ạ. Các bác cứ gọi điện cho em. Những chiếc xe nào các bác thích thì em sẽ đưa ra cái giá tốt nhất cho các bác. Và đặc biệt là các bác hãy không ngại đến trực tiếp salon của em để xem xe, lái thử và cảm nhận cái cảm giác lái của những chiếc xe mà các bác thích. Đó. Bên cạnh đây là một mẫu sedan hạng C cũng siêu lướt, đó chính là chiếc Mazda 3 động cơ 1.5 Skyactiv phiên bản Luxury, sản xuất năm 2020. Và chiếc này là màu đỏ pha lê, màu đỏ 46V, cực kỳ đẹp. Chiếc này thì em đang chào bán với giá là 735 triệu đồng. Các bác nào ở tỉnh hoặc ở Hà Nội thì em đã rút hồ sơ rồi. Đăng ký chỉ trong vòng một ngày là xong thôi ạ. Và bên cạnh đây thì em có một mẫu sedan hạng C nữa, một chiếc xe Cooper thể thao. Chiếc xe này là Honda Civic phiên bản RS, động cơ 1.5 turbo. Chiếc xe này mã lực rất là cao, hơn 180 mã lực. Và chiếc này thì có ngoại thất màu đỏ, nội thất màu đen, lăn bánh được 1 vạn km. Honda Civic thì rất là đẹp và được trang bị dàn lốp Michelin, rất là êm ái. Thiết kế đèn LED cũng rất là đẹp. Em đang chào bán chiếc này với giá là 870 triệu đồng và có thương lượng khi đến xem xe trực tiếp. Tiếp đến thì em có một mẫu sedan hạng C, Kia Cerato, động cơ 1.6, sản xuất năm 2018, phiên bản số tự động, màu vàng cát, nội thất màu kem, nội thất là ghế múi, có trang bị sạc không dây. Chiếc này lăn bánh được 3.2 km. Em đang chào bán chiếc này với giá là 550 triệu đồng ạ. Chiếc này đã được chủ xe thay dàn lốp Michelin rất là mới và dày. Mọi người có thể thấy này, ta lông này vẫn còn rất là dày luôn. Tiếp đến là một mẫu hatchback trong phân khúc hạng B, đó chính là chiếc Suzuki Swift, sản xuất năm 2019. Động cơ 1.2, đây là phiên bản GLX, bản cao nhất của Suzuki Swift. Và chiếc xe này là nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Chiếc này thì em đang chào bán với giá là 535 triệu đồng. Màu đỏ rất là đẹp ạ. Đây là phiên bản kiểu dáng hoàn toàn mới nhé. Nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan đấy. Bên cạnh đây vẫn là một mẫu xe hatchback nữa. Đó chính là chiếc Mazda 2, màu trắng, nội thất màu đen. Phiên bản all-new, sản xuất năm 2015, động cơ 1.5, số tự động. Mazda 2 này thì của em là nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan luôn ạ. Đến năm 2016 là lắp ráp ở trong nước rồi.
Chiếc Mazda 2 này lăn bánh được hơn 4 vạn km và em đang chào bán với giá là 439 triệu đồng ạ. Vâng, tiếp đến thì một mẫu hatchback hạng A. Đó chính là chiếc Kia Morning S sản xuất năm 2019, động cơ 1.2 số tự động. Xe là biển số tỉnh và chạy đúng 1 vạn 2 km, tức là 12.000 km đấy ạ. Rất là mới, siêu lướt luôn. Cá nhân sử dụng một chủ từ đầu. Và chiếc này thì em đang chào bán với giá là 379 triệu đồng. Em sẽ hỗ trợ sang tên và làm biển cho quý anh chị. Bên cạnh đây thì em có một mẫu sedan hạng C cũng rất là hot và trên thị trường chuyển nhượng cũng đang giao dịch rất là nhiều chiếc xe này. Đó chính là chiếc Mazda 3 phiên bản 1.5 số tự động, bản facelift. Xe đã được trang bị phanh tay điện tử rồi, có ngoại thất màu đen, nội thất màu đen. Lăn bánh đúng 2 vạn 8 km, full lịch sử bảo dưỡng trong hãng. Và chiếc này thì em đang chào bán với giá là 615 triệu đồng ạ. Xe rất là mới, tất cả lốp theo xe vẫn còn nguyên bản, lốp sơ cua chưa hạ. Đấy. Và bên cạnh đây thì em lại có một chiếc Vitara nữa, cũng là một chiếc crossover. Hiện tại thì cửa hàng em đang có 2 chiếc, một chiếc màu cam và một chiếc màu camber. Chiếc này là biển số Hà Nội, sản xuất vẫn là năm 2016, động cơ 1.6, xe thì lăn bánh đâu đó được khoảng hơn 80.000 km. Nhưng mà chủ xe cực kỳ giữ gìn, gần như là chỉ có một chủ ngồi ở ghế lái và lái, còn đâu các ghế khác rất là mới. Chiếc này thì em đang chào bán với giá là bằng chiếc kia là 579 triệu đồng. Đó, Suzuki Vitara, động cơ 1.6, nhập khẩu nguyên chiếc Hungary, biển số Hà Nội. Và chiếc HR-V ở clip trước em đã giới thiệu, đã ra biển rồi và khách thì chỉ chờ ngày đẹp để lấy xe thôi. Đó, chiếc HR-V cũng rất là hot. Ở dưới đây thì em sẽ còn một mẫu xe nữa giới thiệu đến quý anh chị. Đây là chiếc Kia Cerato phiên bản động cơ 2.0, bản premium, bản cao cấp nhất, màu đen nhá. Chiếc này màu đen rất là bóng bẩy, em đã vừa đánh bóng toàn bộ lại cả xe rồi. Mặc định những chiếc xe màu đen thì chúng ta một năm ít nhất phải đánh bóng đến 2-3 lần thì cái xe nó mới bóng và giữ được cái nước sơn bền. Chiếc này của em lăn bánh rất là ít, khoảng 2 vạn km thôi. Tất cả lốp theo xe rồi la răng các thứ là nguyên bản, không có một vết xước nào cả. Chiếc này là biển số thành phố nhé. Mặc định đăng ký lại Hà Nội sẽ không mất 20 triệu tiền biển đâu ạ. Em đang chào bán chiếc này với giá là 659 triệu đồng. Có thương lượng khi đến xem xe trực tiếp. Và đây, một mẫu xe cũng vừa cập bến sàn ô tô Mỹ Đình. Một chiếc Mazda 6 trong phân khúc hạng D, phiên bản động cơ 2.0, rất là đẹp, rất là mới, một chủ sử dụng từ đầu. Sản xuất năm 2016, đăng ký lần đầu là tháng 12 năm 2016. Xe là biển số Hà Nội nhé mọi người nhé. Một chú ở trong quân đội sử dụng chiếc xe này và giữ gìn rất là cẩn thận. Chiếc xe này hiện tại đang hoàn toàn mộc mạc, em chưa có rửa dọn hay là gì cả. Và chiếc này em đang chào bán với giá 639 triệu đồng cho chiếc Mazda 6. Chúng ta có thể so sánh là chiếc Mazda 6 với một chiếc Mazda 3 đời 2018 có giá chênh nhau chỉ khoảng 15 triệu đồng. Nhưng khi chúng ta sở hữu và sử dụng một chiếc Mazda 6 như này, cảm giác lái và cái khoang ngồi rất là rộng và sự sang trọng nó cũng hơn. Đó là có một sự so sánh. Và đây là một chiếc Mazda 3 mà vừa mới về, khách hàng thì cũng đang xem. Chiếc này của em xin giới thiệu qua, đó chính là chiếc Mazda 3 Sport phiên bản hatchback, động cơ 1.5 Skytip, bản premium đấy ạ. Màu đỏ pha lê nhé, màu đỏ 46V. Khách đang xem, xe là biển số tỉnh, biển 37, Nghệ An. Chiếc này sản xuất năm 2020 luôn, cực kỳ mới, siêu lướt 1.500 km. Bên em thì luôn thích những chiếc xe như này, siêu lướt và siêu đẹp để phục vụ quý anh chị. Giá chiếc xe này em đang chào bán là đâu đó khoảng 790 triệu đồng. Vừa rồi là toàn bộ những chiếc xe đang bày bán tại sàn ô tô Mỹ Đình. Quý anh chị mà đang có nhu cầu về chiếc nào thì có thể gọi điện trực tiếp cho em. Tất cả xe bên em bán ra sẽ cam kết bằng văn bản là không đâm đụng, không ngập nước, máy móc hộp số nguyên bản, hỗ trợ trả góp lên đến 70% giá trị xe trong vòng 6 năm nhé quý anh chị nhé. Cảm ơn quý anh chị trong thời gian vừa qua đã luôn đồng hành và ủng hộ em.